Đấy. Chẳng video này đã nhằm nâng thuê cả các server là khả năng AWS đã thật là khả năng EC2 và chế tập bốn nên là khả năng login cho AWS mọi là khả năng đi vào AWS.amazon.com tạm tiết là khả năng sign into console. Tiết là đừng học đi mẹ khao này lọc hình ảnh trên lọc hình khao là nhóm ok chẳng dừng bạn chụp tiền vào AWS tỏ một tiết là đừng học đi ai search là khang lớn ní đảm bày bằng cả EC2 chẳng là đừng học đi ai search EC2 ok chẳng dừng chọn vô máu EC2 bạn mới bắt đầu một tiết này từng học này thật là cái thả tá server này từng học này nó trong bằng cả nó khăn local nè hay là origin nè chẳng tại tôi mới local này tính toán nó cứ chẳng ai sẽ lật việc bán thì họ bắt dần này từng học này sẽ lan server trong bàn khăn nóng Singapore này từng học này sẽ lật cho Singapore sẽ lan được hàng Hong Kong rồi có United States anh chẳng tới chẳng nghe nó khi ăn mơ nó càng lớn đi lại menu nữa chuẩn bị máu ở lâu ở tí họ thả nhầm trong bằng cá nơi California ok chẳng nhầm sửa cho biết okay. Bà tóm thiết nên ngọc ní ai line instant ខាងក្រោមនេះក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅក្នុង instant running ដើម្បីប្រកាសថាមាន instant running ឬក៏អត់អញ្ចឹងណានេះគឺកន្លែងនេះគឺជាកន្លែង list instant របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានបង្កើតបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុចយក launch instant បាទចុចមកបាទនេះគឺជាកន្លែងform ដែលយើងធ្វើការបំពេញដើម្បីបង្កើត server អញ្ចឹង server របស់គ្នានេះកន្លែងឈ្មោះយើងឈ្មោះហ្នឹងយើងអាចដាក់អីក៏បានដែរឈ្មោះ server អញ្ចឹង server អូខេដាក់ server 01ហើយខ្ញុំប្រៅយកប្រភេទក្នុង marketplace នេះកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសើថាប្រភេទណាជា window ឬក៏ line លុបអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លាញ់តែឥឡូវខ្ញុំចង់បាន send អស់ចាំបាន send អស់ចឹងប្រើ marketplace បាទឥឡូវខ្ញុំទីហត់អាចឹងមាន OS ច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចាប់ដៃគូជាមួយអាសូនហ្នឹងណាចឹងខ្ញុំឆ្លាញ់យកខ្ញុំឡាញ select យក send sample okay with the update hvm បាទខ្ញុំ select វានេះគឺជាតម្លៃខុសរបស់ OS មានថាវាគិតលុយ OS ហ្នឹងក៏គិតលុយដែរគឺ 0.012 ដុល្លារក្នុង1ម៉ោង okay តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការ select page instant time ចឹង instant time នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងកំណត់ server របស់យើងចង់បាន CPU ប្រមាណ RAM ប្រមាណចឹងទៅចឹងដល់គេគាត់ select មកបាទឥឡូវទៀតថាខ្ញុំចង់បាន server ដែលមាន CPU មួយខ RAM មួយ G អ្នកនរគ្នាឃើញអា free tier នេះមានថាវា free ឲ្យយើងនេះ free tier វា note ឲ្យយើងគឺ free ចំនួន750ម៉ោងចឹង instant នឹងគឺ free បើសិនអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ប៉ា free ទេអ្នកនរគ្នាអាចមើលមកនេះ cost CPU ធំធំបើសិនបច្ចេកអ្នកនរគ្នា require តាមហ្នឹងអ្នកនរគ្នាកំណត់តាមហ្នឹងតែឥឡូវខ្ញុំសូមយកប្រភេទ T2 micro តែមាន CPU មួយខ RAM G ខ្ញុំ select វាចឹង key pair ចឹងកន្លែងហ្នឹង key pair ដោយសារអ្នកនរគ្នាចាំ key pair
không mà region mà không mà local cứ miền kỳ phèm khóc khóc ní mà là bà dân nè khá nếp cả kỳ phèm không sang gặp bố mà là kỳ phèm nó bà nạc không sang gặp bố đấy region xe kỳ bà bà đấy là xa lớn nhầm bà cả nó ở California chẳng nhầm cái cá bà cả kỳ phèm thầm mây nhầm bà cả nhú nhầm ta là server số mối key bạn nhầm vô phê phê nó nhầm bà cả ở dưới này nó liên thật đoàn lột tục xéo chạy lột tục hai và tóm tiết tiệm tôm với network setting network setting này cứ nó khi ai thường ca bằng ca network đặc luôn ai nâng ở tầm bóng lái cứ cái lái nâng cứ vì đưa chỉ mình đi by default mối là bây giờ dưới tay đi học mình default cứ nhầm bằng ca đặc luôn ấy chẳng mình chỉnh luôn ấy chẳng chẳng hạn video cài cài thiết nhưng đừng làm để nó khi bị cài bằng cá để tồn cho mỗi network interface nè bạn subnet nhưng xong là do subnet mọi chất bí chất xa mỗi chất xôn xôn xa hợp hay bạn chẳng nhầm thời ca public IP chẳng nhầm data video bố để to mỗi security group chẳng security group này cứ chia cái line cũng not tại tôi mới sử dụng thiết tạo instant nó không group nâng ở tí là nhầm bằng cái group thông máy nhầm đặt server zone mối security group ok chẳng này nó không thể thật đã bị xây bị ở xa mà bộ ấy nó phải đánh nạp bằng kẹp cả thái ở ai cài bán tiết tế là chung mục nâng chẳng cầm ai bị chạy nhảy nháy này nó không thể xây nọc bị chung mạng chẳng mà chúng mà càng cầm tiết để tôn chỉ mỗi nâng để tôn mỗi inbound security group role tại sao by default là instant cứ việc back port as ấy bao nhiêu bộ thay cả server remote má đôi ta mình port as ấy back nằm bao nhiêu ở chỗ ba chúng bản thân là nó khi chọn ban back port xây tiết ưu tiên tha nên nó khi chọn ban page http ba thì chọn ban port chứng soft type người ta nên là khi chọn ở phần IP nào khác để ai sẽ cho port một đường bàn chứng anywhere và anywhere cứ public anywhere cứ zone 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 slash zone bạn chứng nhầm xong bài port tại sao mỗi tiết tại to mỗi store boot và lim chứng cái loại này nên là khi ai đã máu boot sau đó bút nữa khi đi nó khi ai cầm nọ bán tiệm port cứ đọc chí là người sau đó tục ở nó không dùng túi vì mình partition slash hay mình home bên ảnh chẳng chẳng lại bút partition nhưng ai cầm nọ đọc chí tại vì dân là khi trong bàn hạn đi time nó khi đã đi tràn tích máu hay add và lim time máu là người bạn chẳng hạn xong cho đọc chí by default tại tom advanced ấy dùng tại tom mỗi inbox điện e ip này đi chiếm mình chạm mạch đấy và chứng mau tập lọc mà hàng làm này vẫn nên là khi khởi number hoặc instant mới tha ta dùng trong bậc cao instant và man chứng nhâm xong bậc cao đặt mối ok chứng volume ok tổng tiết nhâm cho line instant tóm mà tiết nên ở khi này chỗ instant mà nên ở khi này khởi những instant mà mình running giả này sẽ thay vì cầm bông tại vì create chẳng việc pending chứng là nó cứ dùng bản instant mà hãy để mình public IP 24 chất mỗi đọc mỗi quân chất mỗi học mỗi chất mỗi xa mỗi bài số nó viết cứ US West 1C và chứng video này cứ mình tập bản năng ấy trong chỉ trong cái đó xong là nó khí chúi subscribe video channel của nhóm đồng bây giờ mình ai thử video
chào anh tiết, xin chào tất cả các anh, ba, chúng ta xin mời